Mận xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Xuân Mận Family Cuộc Sống Ở Đức. Thì mọi người nhìn xem, hôm nay nhà Mận rất là bờ bộn luôn. Tại vì hồi sáng giờ Mận cũng soạn một ít đồ dùng cần để mà dùng trong một tuần lễ mọi người. Thì gia đình nhà Mận có một cái chuyến du lịch đi qua bên Hà Lan á. Đi du lịch cũng gần gần đây thôi mọi người. Thì đi trong vòng tuần lễ thì Mận cũng quay tí xíu để chia sẻ với ông bà, cô chú cũng như quý vị gần xa biết được cái chuyến du lịch nhà Mận chuẩn bị như thế nào á. Và khi mà Mận đã qua tới Hà Lan thì trên đường đi Mận cũng quay nè, rồi đến Hà Lan cắm liều cũng như là làm những cái gì đó. Thì hoạt động của gia đình Mận trong vòng một tuần lễ đó Mận sẽ quay chia sẻ đến với ông bà, cô chú, quý vị gần xa nha. Thì mọi người đừng quên bấm like cũng như bấm đăng ký và bấm chuông để xem theo dõi cái chuyến du lịch của gia đình Mận đến Hà Lan nha mọi người. Thì bây giờ Mận sẽ ship tí xíu đồ rồi đỡ chuẩn bị cho ngày mai đi sáng sớm đi cho mình khỏi bận biểu mọi người. Đây đồ con gái nhỏ Mận. Ủa mama. Ngày mai đó đem thăm lết theo không? Dạ. Đem hai cái này hả? Dạ. Dạ nó chứa liệt đem theo chứ. Tại vì á đem theo đỡ có tụi con buồn tụi con chơi. Nhưng mà ngày mai mình mới đi sáng thì hôm nay cứ đỡ nhà tụi con chiều có chơi đi, rồi tối sạc pin nha. Sạc cho nó đầy rồi ngày mai đi đi trên đường đi để mình coi. Đi vô mấy mẹ đem quay ông bà cô chú nè. Ông chào ông bà cô chú đi con. Chào ông bà cô chú, ông bà cô chú có khỉ không? Chào ông bà cô chú có khỉ. Thôi đi vô cho mấy mẹ dẹp dọn đồ đạc chút nè. Đây bây giờ Mận sẽ quay cho mọi người xem Mận chuẩn bị những cái đồ gì cho một tuần của chuyến du lịch của gia đình Mận nha. Đây mọi người, thì nhà Mận đi thì chỉ có một cái vali nhỏ này thôi. Mình chịu khó mình đằng xuống mình bỏ đồ, mình làm cho nó gọn gọn chút xíu chứ cái xe nhà Mận nó cũng không được lớn á. Cái này là đồ cho con gái lớn Mận nha. Rồi khăn tắm nè. Cái này đồ cho ông xã Mận. Còn cái này là đồ của Mận. Còn cái đây là của con gái nha. Đó, con gái Út á. Thì đây là đem theo mấy cái nón. Mấy cái nón ba mẹ con đem ba cái nón nữa. Có mình đậu đi nắng đồ á mọi người. Cái này thì đồ cho của con gái Mận đem theo quá chừng chừng luôn. Còn mọi người nhớ đem theo dây điện rồi nha. Đỡ có gì mình kéo dây mình thắp điện đồ đó. Thì trong này Mận đem cái túi đỡ đựng đồ nè. Rồi Mận có mua mấy cái đồ cào bắt ốc bắt hầu đồ mọi người. Thì đây là Mận có mua sẵn rồi. Và đem nhà có ai có con nít á thì nên đi mua giày nha, giày mưa đỡ mình cho con nó xuống dưới nó bắt ốc bắt cua hay bắt cái kia nọ nó khỏi có bị sốc vô chân á mọi người. Này Mận cũng có đem theo cái phao để cho con gái nhỏ Mận nó bơi đó. Thương chút còn này là cái vợt đánh chơi nè của hai đứa con nít. Rồi cái này cái túi thì Mận sẽ bỏ một ít đồ vô vali, còn một ít đồ mà có dư ra thì Mận bỏ vào cái túi nhỏ này. Và ở trong này điều mà cần thiết nhất là mọi người nhớ nha, cái này Mận nghĩ mọi người hay quên, thì phải đem cho con nít là đồ chống nắng nè. Rồi xịt mũi nha, cái này rất là quan trọng. Tại vì mình đi mà ở đâu cũng vậy, mình đi là phải đem theo cái đồ xịt mũi. Và cái loại này con Mận xịt tốt lắm, không có con mũi nào mà nó đu vào hết á. Còn cái này là thuốc của Mận đau đầu, bệnh cảm và thuốc cho trẻ em nữa nè. Đó, mấy cái này rất là quan trọng nha mọi người. Đây cái thuốc uống nóng fiber nè. Rồi ở trong này là thuốc ngứa, thuốc ho. Đó, thì nói chung trong này Mận đem rất là đầy đủ nha. Còn cái này là đồ kem đánh răng, xì bông tắm, xì bông gọi đồ á, bớt đồ á thì Mận đem trong đó. Rồi thì tiếp theo nữa thì cái này mấy cái đồ chơi con gái Mận, đồ lặt vặt. Còn trong này cũng đồ chơi, đồ bắt hầu bắt ốc á mọi người. Này thì con nít nó cũng đem theo một tí xíu sách vở đỡ nó chán á, thì bé có thể đọc sách hay là quẻ viết đồ gì đó.
Còn đây, giờ tới đây là đồ ăn. Thì nhà Mận ăn gì thì đem đó nha. Này, bánh tráng Mận mua đi hai vỉ bánh tráng, một vỉ như thế này nè, 2 đồng 60 sen. Đó, thì Mận đem theo hai vỉ. Rồi đồ đựng nè, rồi mì tôm đó, mắm muối đường bột ngọt. Còn này là giấy lau, giấy giấy bếp với là giấy toilet nha. Bình thường Mận quay bên đó là ở trong toilet người ta có đồ sẵn, có giấy toilet sẵn cho mình, nhưng mà mình vẫn đem theo phòng ngừa, lỡ hết hay không có đồ mình cũng có thở mình lấy mình xài. Còn trong này là gạo nha, đây gạo đó. Ông xã Mận ổng đem có nhiều đây à, chỗ nó đầy cứ ngắt luôn. Đây gia vị nữa nè, hành tỏi, rửa nước rửa chén đồ, son nồi. Còn cái này là cái vỏ bánh đồ ăn vặt cho con gái Mận nha. Mình cứ đem theo thứ ít, chừng nào hết đó thì mình đi mua. Nhưng mà qua bên nước Hà Lan mua thì nó đều đắt hơn bên đất này nha mọi người. Mình đem hai bị bún, rồi cà phê, tô chén và bình nước. Bình nước nấu uống á. À, cái ấm này là cái ấm cũ của nhà, còn ấm mới Mận lấy Mận xài. Cái này là bắp, đem theo cho mấy con gái ăn nó buồn buồn chán chán nó ăn mọi người. Và nó ăn hết thì mình sẵn tiện mình có cái thùng mình xài luôn. Mình bắt ốc mình bỏ vô, cái này rổ. Rồi cái này nữa nè, Mận đem theo cái này nữa nè, cái máy nướng nè. Cái máy nướng thịt, mình có lửa than thì mình nướng lửa than, còn có than thì mình lấy máy điện mình nướng. Còn cái này là cái lò nha. Cái lò này là không thể thiếu nha mọi người, đỡ que có nấu ăn nè. Cái lò điện đó. Đó thì chung quy thì nói chung tất cả những cái này là đồ dùng thôi nha. Còn liều đồ với bàn ghế đồ là ông xã Mận ở dưới, ông bỏ dưới hầm á. À, mọi người thì Mận đi trong vòng tuần lễ đó, thì có ai mà có nhu cầu cần mỹ phẩm cũng như thực phẩm nhà Mận thì cứ nhắn tin nha, cho Mận hay em gái đều được hết á. Thì có gì khi nào mà Mận về là Mận sẽ trả lời với mọi người nha. Thì ở nhà Mận có, hiện tại bây giờ ở bên Việt Nam cũng có hai loại sủi này nha, vitamin C, vitamin tổng hợp nè, rồi kem gì Eucerin chuyên trị nám nè. Đó, có bộ đàng hoàng nha mọi người, mà hình như Việt Nam cũng hết rồi, chỉ còn có mấy chai nám chuyên trị nám với loại chai chống nắng á. Còn đây sữa nè, sữa dành cho tất cả mọi lứa tuổi, là nó tăng cường sức khỏe nè, cũng như là nó cho một cái sức khỏe rất là lành mạnh nha. Mọi người cứ uống thử đi rồi biết nó tốt hay là không tốt liền à. Mà giá cả là phải chăng ai cũng có thể mua được. Còn cái này là sữa bột cho trẻ em 2 tuổi trở lên nha. Uống tăng chiều cao nè, giúp xương phát triển tốt, răng chắc và giúp cho trẻ em có trí tuệ thông minh và có một cái sức khỏe lành mạnh nha mọi người. Đó thì còn cái này, hồi bữa trước có người cũng hỏi Mận về cái máy massage đây, thì Mận cũng có gửi về mấy cái rồi, nếu có ai có nhu cầu. Cái massage bụng mà tan mở bụng với mọi người, tay chân chỗ nào có mở muốn đánh thì mình đánh thôi. Còn cái này là dầu nóng chuyên trị xoa bóp đau nhức xương khớp, đau nhức gân toàn thân nha. Thì đó thì nói chung ông bà cô chú anh chị em có ai mà đã dùng rồi biết thì mua ủng hộ nha. Còn những ai mà chưa biết thì cứ mua thử một cái đi. Ông bà cô chú dùng, anh chị dùng sẽ biết nó tốt hay không liền à. Tốt thì mình mua nữa, mà không tốt thì thôi, đúng không mọi người? Thì mình cứ nên thử đi, hàng của châu Âu, của nước Đức thì chắc có lẽ ai cũng biết. Đây là mấy cái vitamin trẻ em. Nói chung á, là những cái mỹ phẩm, sản phẩm của Đức sản xuất á, thì hầu như là rất là nổi tiếng nha. Nó đứng trong cái top mà chất lượng thế giới luôn á. Thì đó, ông bà cô chú có ai cần thì cứ liên hệ với hai chị em Mận nha. Bây giờ Mận đi xuống dưới khe lờ, Mận coi ông xã Mận soạn gì dưới đó. Đây, ông xã Mận đây, ông đang soạn, ông lấy liều đồ ra nè. Hello, chào cả nhà. Hello, xin chào cả nhà, mệt không anh yêu? Hả? Yêu cái nỗi gì nữa mà yêu chứ. Yêu cái nỗi gì? Đây là cái liều dành cho 6 người nha.
6 người, 4 người to con có thể nằm, còn 6 người nhỏ nhỏ như nhà Mận là 6 người thoải mái, mà nhà Mận chỉ có 4 người thôi. Rồi đây Mận có mua thêm bao than để que mình dùng có mình nướng đồ đó mọi người. Rồi đây ghế bàn. Chù cái xe kia Kinder Wagon đây nè. À, cái xe này nè mọi người còn ngon lắm. Xe hiệu đàng hoàng nha. Mà bây giờ con gái Mận lớn rồi, chuẩn bị dọn dẹp để mà dục hết. Dục cho Caritas cho mấy người mà nồi nấu cơm nè. À sao? Cho mấy người mà họ không có, họ có con mà họ chưa mua mọi người thì họ dùng, chứ mà mua nó cũng phí lắm. Khi mà con lớn lên rồi á là bỏ hết rồi mọi người ơi. Mà nhà Mận cái gì cũng mua, cái gì cũng mua. Đây. Đây là cái hầm mà mình mướn nhà người ta cho mình, cứ mỗi người một cái ô nhỏ nhỏ như thế này nè. Mình đựng đồ lặt vặt đồ á. Đó, xe. Ở trong này là mình đựng mấy cái thùng đồ để mận gói hàng, mận gửi đi các nước châu Mỹ, châu Âu đó mọi người. Xong chưa? Xong. À, đầy đủ hết rồi hả? Vâng, để lên coi mấy cái món đó chưa? Rồi, đầy đủ rồi. Thôi ông bà cô chú, đây là một cốp xe của hai vợ chồng Mận từ hồi sáng giờ chuẩn bị soạn cũng như là chắc cho xe xong xuôi hết rồi. Thì thôi Mận cũng xin dừng cái clip tại đây nha. Tại vì mấy nhỏ nó cũng đói bụng lắm rồi, lên cho tụi nó ăn tí xíu. Rồi ngày mai bắt đầu sáng ngày mai xuất phát. Bye bye, bye bye, tạm bye bye cả cô chú. Bye bye cả nhà. Bye bye. Ê, cái máy chẳng lên cao con dơ lắm. Bye bye cả cô chú. Bye bye.